Làm kế toán tại công ty xuất nhập khẩu không chỉ cần hiểu rõ về quy trình hải quan, mà bạn cần phải hiểu biết về các hồ sơ, thủ tục hải quan, cách sắp xếp lưu giữ để phục vụ cho cơ quan thuế và cục hải quan quyết toán. Nếu bạn là một sinh viên mới ra trường hoặc một nhân viên kế toán mới đi làm, kinh nghiệm kế toán xuất nhập khẩu chưa nhiều, hãy tham gia ngay một khóa học kế toán xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giải quyết được những khó khăn, va chạm xử lý thực tế trong công ty xuất nhập khẩu. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia làm hai phần. Ở phần 1, các bạn sẽ đi vào học nguyên lý kế toán, hiểu rõ về cơ sở nền tảng của nguyên lý, nắm được các chuẩn mực trong kế toán, nguyên lý kết cấu của từng tài khoản. Sau đó sẽ sang phần 2, đi vào thực hành đối với chứng từ của công ty xuất nhập khẩu. Ở phần thực hành này sẽ được chia làm 3 nội dung. Nội dung của phần đầu kỳ sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty xuất nhập khẩu, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ bao gồm khai báo công nợ phải thu, phải trả, khai báo chi tiết các tài khoản ngoại tệ, công cụ dụng cụ đầu kỳ, khấu hao tài sản cố định và số lượng hàng tồn kho, các tài khoản còn tồn của năm trước để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh và kiểm tra đối chiếu sai sót. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ đi vào các chứng từ thực tế của công ty, hướng dẫn thực hiện việc hạch toán đối với mua nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu, các hồ sơ đầy đủ của tờ khai hải quan nhập khẩu, phân biệt chi phí trước hải quan và sau hải quan, phân bổ chi phí trước hải quan theo giá trị hay theo số lượng nhập vào, phân bổ chi phí sau hải quan và hướng dẫn việc thanh toán ngoại tệ, đánh giá chênh lệch tỷ giá, hướng dẫn thực hiện nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu, làm thủ tục mở LC hay thanh toán TT cho hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục làm bộ chứng từ khi xuất khẩu hàng để giao cho ngân hàng nhờ thu tiền hộ, hướng dẫn các hóa đơn chứng từ liên quan đến mua công cụ, tài sản cố định, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến cân đối tiền mặt và sổ quỹ, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các vấn đề liên quan đến số lượng tồn kho, âm kho và đối chiếu cách xử lý, thực hiện lập tờ khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn kiểm tra và điều chỉnh các tờ khai. Nội dung thứ 3 liên quan đến công việc của cuối năm. Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng cần phải phân tích thật rõ trước khi thực hiện nộp. Chính vì thế, trước khi lên báo cáo tài chính, các bạn sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu đã làm, các tỷ trọng trên báo cáo tài chính, cân đối các số liệu trước khi nộp báo cáo, hướng dẫn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các hồ sơ, thanh tra quyết toán thuế và hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách cũng như sắp xếp các chứng từ là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp. Và đặc biệt là các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, nhấn vào học để chuyển sang trang web ketoanviethung.com và tìm kiếm đến các khóa học. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680223 để được hỗ trợ và tư vấn ngày hôm nay.